thực hiện sự chỉ đạo của quỹ ban nhân dân tỉnh về việc tham gia chiến dịch tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến sở thông tin và truyền thông đề nghị các sở ngành tỉnh địa phương cơ quan báo chí truyền thông trong tỉnh triển khai công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm biết cảnh giác và phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm sau đó, các đơn vị địa phương phổ biến tài liệu tuyên truyền về phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ nguồn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đăng tải chia sẻ nội dung tuyên truyền theo đường link Cục Thông tin Cơ sở gf vn về phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên cổng trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị, đồng thời đưa tin bài liên quan đến các hoạt động của tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến từ ngày 20 tháng 6 2023 đến ngày 20 tháng 7 mươi 2023. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có 3 nhóm lừa đảo chính, giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác đang diễn ra trên không gian mạng ngày càng tinh vi. Do đó, người dân cần hết sức cẩn trọng.